Bạn chán ngấy việc học nhưng đang phải giả vờ yêu thích để hùa theo đám đông. Bạn cố học chỉ để có tấm bằng đại học cho thỏa mãn mong muốn của phụ huynh mình. Chẳng lẽ bạn sống như vậy đến hết 4 năm thanh xuân quý giá hay sao? Học đại học có thể tốt với một số người, nhưng với một số bạn nó chưa chắc đúng. Bởi mỗi người sinh ra ở hoàn cảnh khác nhau, có những năng lực và sở trường riêng. Ở tuổi 18, bạn hoang mang khi phải lựa chọn giữa đam mê và nhu cầu xã hội. Bạn phải cân nhắc giữa hoàn cảnh gia đình và sở thích cá nhân. Thì tư duy đảo đích sau đây sẽ gợi ý cho bạn cách đưa ra quyết định đúng của cuộc đời. Đảo đích là cách lật ngược mục tiêu. Theo đó, các bạn trẻ sẽ đi làm trước để có quá trình phân tích chính xác bản thân giỏi việc gì, cần kiến thức kỹ năng gì để làm nghề thành công. Sau đó mới quyết định có cần học lên cao hơn để mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai hay không. Hiện nay, trường doanh nhân CEO Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ có tư duy đảo đích. Trường chính là nơi giúp các bạn trẻ vừa có kinh nghiệm làm việc mà thị trường yêu cầu, vừa có bằng chính quy để nhanh chóng thăng tiến. Lộ trình cụ thể như sau. Năm 1, sinh viên được rèn luyện khép kín, buổi sáng học cao đẳng chính quy chất lượng cao, buổi chiều và tối học thực tiễn cùng chủ doanh nghiệp, giám đốc, quản lý cấp cao của doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn CEO Việt Nam Holding. Năm 2 và năm 3, ban ngày, sinh viên được nhà trường bố trí việc làm tại doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn CEO Việt Nam Holding với mức lương từ 6 đến 10 triệu tùy theo năng lực sinh viên. Buổi tối, sinh viên học chương trình cao đẳng chất lượng cao và tốt nghiệp. Từ năm thứ tư trở đi, ban ngày sinh viên tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp để phát triển bản thân. Buổi tối, sinh viên có thể liên thông và lấy bằng đại học chính quy chuyên ngành học của mình nếu có nhu cầu. Với lộ trình phát triển này, sau 4 năm sinh viên của trường doanh nhân CEO Việt Nam đã có bằng đại học chính quy và 3 năm kinh nghiệm làm việc. Tổng thời gian học tập, lao động và sống trên cõi đời này là không đổi đối với mỗi con người. Tuy nhiên, chọn thời điểm nào đi học, thời điểm nào đi làm thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quyết định của mỗi cá nhân. Trước ngưỡng cửa quan trọng ở tuổi 18, chúc các bạn trẻ sẽ có lựa chọn thông minh để sớm thành công.